Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây có lẽ là thời điểm mong chờ nhất sau một năm quá nhiều khó khăn mệt mỏi vì COVID-19 hoành hành. Và hiện nay, mặc dù không cấm người dân về quê đón Tết, nhưng mỗi địa phương có quy định chống dịch khác nhau, nơi thắt chặt, nơi nới lỏng. Điều này vô tình gây khó khăn, bất tiện cho người lao động về quê đón Tết, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Một năm qua, nhiều lao động ly hương chẳng thể một lần về thăm người thân, dù vẫn có những đợt nghỉ lễ dài ngày. Một phần vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, một phần chính bản thân họ cũng bị mắc COVID-19. Phần khác nữa là vì thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bùng phát diện rộng, nghỉ làm kéo dài. Hy vọng được sum vầy bên ông bà, cha mẹ, con cái, được gói ghém cả vào dịp Tết âm lịch này. Không có gì đáng nói nếu như không có quá nhiều quy định về phòng chống dịch khác nhau tại các địa phương. Em điền về cho anh em làm bên xã, em điền trước rồi. Chả đòi hỏi gì nhiều, thứ nhất cái giấy tờ của mình là cái giấy xuất viện này. Thứ hai giấy chứng nhận tiêm 2 đến 3 mũi trở lên này. Là đầy đủ rồi, được rồi. Trước khi về em phải test PCR chứ. Vaccine thì cũng 3 mũi rồi, còn phải test để cho an toàn với những người thân nhà mình chứ. Mà đóng một cái biển đỏ là có người thành phố về. Rồi người ta cho ở trong nhà, ta theo dõi 5 ngày rồi người ta mới cho mình đi ra ngoài đường. Chứ cũng không phải là tưởng tượng ra một cái Tết là đi thăm mọi người hay là ăn cho nó nô nức hay gì đó. Đang băn khoăn là lúc về ở nhà thôi. Ở nhà thì là phải cách ly như thế nào. Tại vì ở nhà đang là nói là 7 ngày đến 14 ngày. Nhưng mà mình về nhà xong rồi bố mẹ mình phải đi một chỗ khác ở thì như vậy cũng rất là bất tiện và rất là bất tiện và bất cập là tại vì Tết rồi mà không được ở. Tại mình về là mình muốn đoàn viên mà. Theo lãnh đạo một số doanh nghiệp có đông công nhân, vào thời điểm khoảng 1 tháng trước, tâm lý người lao động ly hương đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc không muốn về quê đón Tết. Nhưng nay, gió đã đổi chiều theo hướng ngược lại. Lý do thứ nhất, đa số người lao động đã được tiêm 3 mũi vaccine. Thứ hai, thành phố Hồ Chí Minh trở thành vùng xanh, tính đến hôm nay đã bước qua 2 tuần liên tiếp. Tức là người lao động yên tâm hơn khi trở về quê đoàn viên, ngay cả khi với các tỉnh vùng đỏ, vùng cam ở miền Tây. Một số người lao động ở miền Trung và miền Bắc cũng tranh thủ xin nghỉ phép sớm nhằm bù lại thời gian phải cách ly tại địa phương. Một trong những cái phương án phải giải quyết, nếu như cái việc đó là chiếm cái số lao động đông, thì chúng tôi cũng sẽ tinh thần là sẽ động viên và thỏa thuận với lại người lao động để đảm bảo cái kế hoạch. Khi họ xin nghỉ như vậy thì công ty vẫn tạo điều kiện cho họ được về sớm là tại vì công ty sẽ vẫn có dự trù những cái trường hợp đột xuất như vậy. Thì theo như thông lệ năm nào cũng vậy, ban giám đốc luôn luôn là hỗ trợ cái tiền vé xe để anh chị em yên tâm về quê ăn Tết. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ phủ vaccine đã tăng đáng kể. Cả nước đã và đang từng bước thích nghi, sống chung với dịch. Chủ trương chống dịch hiện nay là kiểm soát rủi ro, chứ không ngăn sông cấm chợ. Tuy nhiên, người lao động vẫn thấp thỏm, mong có được một cái Tết sum vầy.